chào các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ làm cái bài tập toán sách giáo khoa lớp 1 nha. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài luyện tập chung. Rồi, chúng ta làm cái bài số 1. Làm cho bằng nhau bằng cách vẽ thêm hoặc là bằng cách gạch bớt. Bây giờ chúng ta xem nè, trong cái lọ hoa này, chúng ta đây là một bông hoa, hai bông hoa, ba bông hoa. Đây chỗ này chúng ta có hai bông hoa. Như vậy một thì chúng ta sẽ gạch bớt một bông hoa, và hai chúng ta sẽ vẽ thêm, được không? Vậy thầy chọn một cách là vẽ thêm. Vậy bông hoa này bao nhiêu cánh? 1 2 3 4 5 cánh nè. 1 2 3 4 5 à. Vậy thầy các chọn cách thì vẽ thêm một bông hoa nữa, về 1 2 3 bông hoa, bên này là 1 2 3 bông hoa nè. Rồi. Bây giờ cô B con kiến, bây giờ bên này 1 2 3 4 con kiến, bên này là 1 2 3 con kiến. Bây giờ con kiến nó khó vẽ quá thì mấy em gạch bớt một con ha. Người ta nói là gạch vẽ thêm mà gạch bớt nữa. Vậy cô A là vẽ thêm mình vẽ thêm, cô B là mình gạch bớt tại vì mình vẽ không được, khó vẽ quá, mình gạch bớt một con. Rồi. Câu C. Câu C. Bằng cách vẽ thêm hoặc gạch bớt. Cái này mình có thể là mình gạch bớt hoặc vẽ thêm. 1, 2, 3, 4 cái nấm. Bên này làm bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. Vậy 5 cái nấm. Vậy chúng ta sẽ gạch bớt một cái. Để cho bên này 4 cái, bên này 4 cái. Rồi. Câu số 2. Nối cái ô trống này nè với cái số thích hợp. Vậy chỗ này người ta đã nấu sẵn cho mình. Vậy cái này 3, 3 thì mình 1 2 4. Cái này 5, 5 thì chúng ta nối. 5 lớn hơn 4, 5 lớn hơn 3, 5 lớn hơn 2, 5 lớn hơn 1. Rồi ba câu số 3 tương tương tự vậy. 2 sẽ lớn hơn 1. 3 sẽ lớn hơn 2 hoặc là lớn hơn 1. 4 này có thể là nó lớn hơn 3 hoặc có thể lớn hơn 2, có thể là lớn hơn 1. Rồi bài hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được nhiều video mới nha.